Khánh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, Khổng Tử từng nói 30 tuổi đứng vững trong trường đời, 40 tuổi không còn điều gì phải nghi hoặc, 50 tuổi biết mệnh trời. Ông tin rằng mọi thời đại đều có việc phải làm. Ở tuổi 30, một người nên có chỗ đứng trong xã hội và đạt được điều gì đó. Ở tuổi 40, anh ta nên có chính kiến, có phán đoán của riêng mình khi đối mặt với những điều lớn nhỏ trong cuộc sống. Lý thuyết của Khổng Tử có thể được giải thích bằng lý thuyết 8 giai đoạn của Edison trong lĩnh vực tâm lý học. Edison cho rằng là cuộc đời của một người có thể được chia thành 8 giai đoạn. Mỗi giai đoạn tương ứng với một nhiệm vụ khác nhau. Và chỉ sau khi hoàn thành nhiệm vụ của từng giai đoạn, người ta mới có thể thuận lợi bước vào giai đoạn tiếp theo. Nếu bạn không thể hoàn thành các nhiệm vụ giai đoạn này, sẽ có các vấn đề tâm lý tương ứng với giai đoạn đó. Ở trong thuyết 8 giai đoạn của Edison, 40 tuổi là giai đoạn trưởng thành. Trong giai đoạn này, ở nhiệm vụ của cá nhân là đảm nhận công việc xã hội và hoàn thành việc sinh sản, đồng thời chú ý đến sự phát triển của con cái. Vậy thì nếu một người ở tuổi 40 mà vẫn thích làm 3 việc sau đây, điều đó có nghĩa là người này sẽ không thành công trong cuộc đời của mình. Việc làm thứ nhất đó là tương tác xã hội vô nghĩa. Người xưa nói rằng không có gì sai trên thế giới và không có gì đáng lo ngại bằng sự tầm thường. Nhà tâm lý học Adler tin rằng tất cả những rắc rối của con người đều đến từ các mối quan hệ giữa các cá nhân. Kết quả của một nghiên cứu tâm lý xã hội cho thấy số lượng bạn bè tối đa trong đời của một người là khoảng 60 người. Trong số 60 người bạn này, chỉ có 10 người là bạn thật sự và chỉ có 30 người bạn mà chúng ta thỉnh thoảng liên lạc. Nếu quý vị và các bạn không tin, hãy xem lại danh bạ điện thoại của mình. Hãy kiểm tra xem là mấy tháng gần đây có bao nhiêu người bạn mà bạn liên lạc hoặc là họ liên lạc với bạn. Những dữ liệu nghiên cứu xã hội này cho thấy rằng là thời gian và năng lượng xã hội của con người không phải là vô hạn. Nếu một người xã hội hóa mối quan hệ của mình quá nhiều lần và đã vượt quá giới hạn, thì những cái lần xã hội hóa này thường là vô nghĩa. Giao tiếp xã hội vô nghĩa làm cạn kiệt năng lượng của một người và khiến người đó cảm thấy trống rỗng. Vì vậy, đừng tự hào rằng bạn có một mối quan hệ rộng. Chưa chắc đã tốt đâu ạ. Các nhà tâm lý học tin rằng ở năng lượng bên trong của con người là có hạn. Nếu năng lượng được dành cho các hoạt động xã hội vô nghĩa, thì người này sẽ phải chịu số phận ở tầm thường trong các lĩnh vực khác của cuộc sống. Lời khuyên ở đây là gì ạ? Nếu bạn sắp bước vào tuổi 40 thì hãy chọn lọc những mối quan hệ. Đừng tụ tập nhậu nhẹt với những mối quan hệ vô nghĩa. Cuộc đời một con người không có quá nhiều bạn bè thực sự thân thiết như quý vị nghĩ đâu ạ. Đừng tốn quá nhiều năng lượng vào những người trong vòng tròn xã hội của bạn. Cuộc đời này chỉ cần 2 đến 3 người bạn thân thiết và đáng để bạn dành thời gian cho họ đã là đáng quý rồi các bạn nhé. Việc thứ hai là làm việc theo ý muốn của người khác. Có rất nhiều người hiện nay, đặc biệt là thanh niên khi lớn lên, cảm thấy trống rỗng, không biết mình đang muốn cái gì, thích cái gì. Đây là hệ quả của việc cha mẹ đã can thiệp quá nhiều vào sở thích của con cái. Chẳng hạn như là chọn công việc mà cha mẹ thích, chọn vợ cũng là cô gái mà cha mẹ muốn.
Tóm lại là họ không tự quyết được cuộc đời của mình. Nếu đến 40 tuổi mà bạn vẫn làm như thế này, thì cuộc đời bạn coi như vứt đi. Trên thực tế, ở những người thành công không phải vì họ đã chọn một sự nghiệp thành công, mà bởi vì họ đã chọn những gì họ thích và cái mà họ giỏi nhất. Nỗ lực là điều kiện tiên quyết để đạt được lợi ích kinh tế, còn sở thích là động lực tốt nhất ở bên trong. Mà một người khi mà 40 tuổi đã đi qua một nửa cuộc đời, nếu vẫn chưa rõ bản thân mình thực sự muốn gì và luôn ép mình làm những cái điều mình không thích, thì người này sẽ không còn mấy giá trị trong cuộc sống. Việc thứ ba là thừa tự cao, thiếu tự trọng. Người ta thường đúc kết nguyên tắc để có được chỗ đứng trong xã hội là khi ở vị trí càng cao thì làm việc càng phải khiêm tốn. Thế nhưng trong cuộc sống ngày nay, rất hiếm người thực hiện được nguyên tắc này. Như đã chia sẻ, 40 tuổi là độ tuổi chín rộ của sự nghiệp. Có rất nhiều người thành công rực rỡ ở cái độ tuổi này. Nhưng nếu bạn không khiêm tốn, tự cao quá nhiều, tự trọng quá ít, thì sự thất bại sẽ chờ bạn ở phía trước. Đây không phải là một lời dự đoán, mà nó giống như một quy luật của cuộc sống. Các nhà tâm lý học tin rằng ở những người giữ một vị trí cao, nói chung trong xã hội có hai thái cực. Một là cực kỳ thiếu tự trọng, hai là cực kỳ tự phụ. Hai trạng thái tinh thần này cuối cùng chỉ ra lòng tự trọng thấp. Nói cách khác, ở ngay cả những người cực kỳ tự phụ vẫn có lòng tự trọng thấp trong bản chất bên trong của họ. Cây cao hơn rừng ắt bị gió quật ngã. Khi bạn quá tự cao và tự đại, khi đứng ở trên cao thì rủi ro cũng rất lớn, phải không ạ? Đặc biệt là khi mà bạn ở tuổi tứ tuần, làm cái gì cũng phải khiêm nhường, đừng bao giờ phô trương. Có quá nhiều bài học mà Khánh Ngọc không tiện để nêu ra. Nhưng hãy nhìn những quan chức ngã ngựa trong cái thời gian gần đây thì chúng ta sẽ thấy những cái bài học đó không bao giờ là đủ và không bao giờ là thừa. Dù chúng ta chẳng phải là quan chức, cũng chẳng phải là ông to bà lớn gì, nhưng cuộc sống này có rất nhiều điều dù là người bình thường thì chúng ta cũng nên tránh. Quý vị thân mến, ở trong cuộc sống chúng ta luôn gặp đủ loại người và mối quan hệ qua lại giữa con người với nhau tạo thành mạng lưới quan hệ đa dạng và liên kết phức tạp. Nhưng sự liên kết này có đến 90% là vì lợi ích cá nhân. Rõ ràng đây là sự thật. Khi chúng ta kết nối với một ai đó, xin số điện thoại của ai đó, tức là chúng ta đã hình thành một mục đích nào đó trong tương lai. Ai cũng như vậy hết. Và Khánh Ngọc nhắc lại rằng, con người dù ở bất kỳ hoàn cảnh, địa vị nào, đều có những giai đoạn quyết định đến sự thành công hay thất bại. Sông có khúc, người có lúc. Khi bạn đứng ở trên cao, thì trước mặt là cái dốc lớn. Nếu không có khả năng đứng vững ở trên đó, bạn sẽ bị tụt xuống. Còn khi bạn đang ở dưới chân dốc, thì trước mặt bạn sẽ là đỉnh cao. Bạn có lên được đỉnh cao đó hay không lại cần có sự cố gắng, nỗ lực. Nếu quý vị muốn có sự thay đổi, hãy hành động ngay từ bây giờ. Ít nhất là đừng bao giờ làm những việc như Khánh Ngọc vừa chia sẻ nếu bạn đã bước qua tuổi 40 các bạn nhé. Thứ nhất là hãy từ chối những mối quan hệ vô nghĩa. Thứ hai là làm việc bạn thích nhất và giỏi nhất. Cuối cùng là hãy khiêm tốn, có lòng tự trọng khi ở đỉnh cao. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi video của Khánh Ngọc. Tạm biệt và hẹn gặp lại.